chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 7 năm 2023. Đây là tin tức của Đài Mỹ, Đài CBS Morning News, NBC News, ABC News, CNN News, mình tên là Đường Nguyễn. Cái dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Chào buổi bây giờ là phải nói đúng ra là chào buổi chiều phải không? Chào buổi chiều tất cả chị em nha. do ngày hôm nay lộn xộn xì ngầu đó. Cho nên ngay bây giờ là trở thành buổi chiều luôn. Chào buổi chiều tất cả. Để Andy đọc uh, How On We Fast. Buổi chiều thì phải uh, đổi qua cái hình buổi chiều phải không? Đúng rồi. Bây giờ cái hình này còn buổi sáng nha. How On. Để đi coi coi có cái hình buổi chiều không. Here we go. Đổi buổi chiều luôn. There we go. Hôm nay buổi chiều nha. Chào <laughs> buổi chiều tất cả. Andy cũng xin uh, nói là luôn là hồi uh, sớm đó, hồi sáng không có làm tin tức uh, được vào buổi sáng hôm nay. Đi bác sĩ vào buổi sáng. Sau khi đó cho uống vài viên thuốc một phát là về là... À, nằm đó là nó chích cho một phát nữa rồi là nằm về quay về lại là lật luôn, à, lật luôn cho tới hồi nãy lúc khoảng ở chừng 3 giờ chiều mới giật mình thức dậy thì lúc đó đã chiều rồi rồi sau khi đó setup live stream hai à, tiếng sau thì mới báo cho anh chị em biết tin tức được đó cho nên ngày hôm nay lộn xộn nha ngay bây giờ báo luôn tin tức buổi chiều có nghĩa là tối nay không có làm tin tức đó à, nói vậy ha à, chào để đi xe hai luôn hồi sớm là nhảy lên là báo tin tức lúc đó là vắng tanh không có ai hết cho nên không có xe hai được dài hết nghe bây giờ thấy có người viết xe hai nha à, chào văn chương lan ly hoàng nguyễn minh thu áo beo là thùy à, đài cbs báo cho chúng ta biết tin ngạc này đây là khoảng chừng một năm trước à, cái hai người này đã book cái ticket à, để đi qua bên Europe chơi đây là họ book cái ticket mà đầy đủ để mà họ đi chơi trong cuộc đời họ điên lần. Ở đây là có tám mươi mấy người, bạn bè rồi đủ chân đó, đi chung một cái nhóm. Đây là họ nói tất cả những cái gì mà setup đi chơi thì nó còn dễ dàng hơn là họ đợi lấy cái passport. Họ tưởng đâu là xin passport ở trên Hoa Kỳ đó làm giấy tờ để mà lấy passport thì tưởng đâu dễ dàng lắm. Hiện tại ngay bây giờ rất là khó khăn. Họ gửi cái uh, giấy tờ vô trước khi khoảng chừng 13 tuần để có gì nhận cái passport để mà đi du lịch. họ sợ là cái passport không có tới kịp lúc đó thì họ làm giấy tờ để lấy passport sớm hơn Rồi sau khi đó trước khi mà còn 5 ngày nữa họ đi cái passport họ cũng chưa có nhận được nữa. Và họ nói họ chịu trả bất cứ cái giá nào để mà họ đi tới bất cứ chỗ nào trên Hoa Kỳ để mà cho phỏng vấn trực tiếp, nhưng mà cũng không có chỗ nào có. Và cả luôn họ lên trên Quốc hội của Hoa Kỳ họ hỏi coi quốc hội có thể giúp đỡ họ được gì hay không khi mà đi lên tới quốc hội rồi mà hỏi mà quốc hội cũng không giúp được gì là kể như là xong rồi hiện tại trong lúc này không phải một mình họ không mà có rất là nhiều người ở trên hoa kỳ cũng đang gặp trường hợp như vậy họ cũng đang kiếm quốc hội để giúp đỡ cho họ về cái chuyện những cái làm giấy tờ của passport đây là ông sếp đây nói tôi đây không có biết rõ ai là cái người chịu trách nhiệm của Tiểu Bang làm những cái passport. Dạ yeah, ông nói tôi đây không có tin tưởng những cái người đó mà lấy cái kiểu bằng order đồ ăn trưa cho tôi không đó thì tôi không tin tưởng họ nữa. đừng có nói chi để họ làm passport làm tới giờ là chưa xong đó đây là theo cái người xếp bên Oklahoma nói cho biết về cái chuyện làm passport này thì nó chỉ là một cái đơn giản cái bình thường của giấy tờ của Hoa Kỳ thôi. À, đây là văn phòng của ổng đây phải đưa ra ba người chuyên môn là làm những cái passport ở chỗ này. hiện tại trong lúc này thì ổng có hai trăm mấy chục cái case mở trong cái về chuyện này đây là khi mà mình gửi một cái giấy tờ lên trên mà để mà xin làm giấy passport đó thì mình cũng không biết rõ là cái thơ của mình nó có đi tới hay không hay như thế nào mình cũng không biết rõ hoàn toàn Đây là nói đưa ra cách làm sao để mà kiểm soát cái passport mình nó đang đi tới chỗ nào, giống như phải có cái tracker trên online mới biết rõ là cái passport mình nó đang đi ở đâu và tới đâu để mình kiểm soát. Và kêu state department của liên bang phải đưa ra ha, về những cái người mà làm cái này kiểm soát đâu ra đó. Và phải cho người ta à, phỏng vấn à, phỏng vấn thêm nhiều nữa mở nhiều chỗ thêm để làm phỏng vấn để mà cho làm passport Đây là hỏi của chính phủ Hoa Kỳ là nghĩ là 12 tuần là có phải là cái giờ mà tốt để mà nhận cho passport không? Thì theo ông Sếp đây nói là cái đó là theo chương trình à, làm như vậy đó. hiện tại theo của chính phủ mà coi về làm passport nói là họ đang làm làm thêm để mà cho nó cá về cái chuyện mà của passport trong lúc này À đây và nói hiện tại họ đang làm cho nó khá nhưng mà chỉ có bắt đầu thôi có nghĩa là mới cái nhúng nhích chút xíu thôi không có phải là một ba bật lên cái cho nó khá được đâu Và có lẽ là hiện tại ngay bây giờ nói là thay đổi chút xíu cho nó khá, khá đây đó. Ngay bây giờ có lẽ là quá trễ đối với những người trên Hoa Kỳ. Tại vì có nhiều người là đã hết chuyến đi rồi, trễ chuyến tàu hết rồi. <laughs> Giống như trong cái như vậy đó, nói là trễ chuyến tàu đi du lịch rồi whether đây là nói, họ uh, kinh nghiệm nói là tất cả mọi người nếu là ai muốn đi chơi đó thì phải lấy passport trước khi mà book cái chuyến đi của mình bất cứ đi đâu đó. Mình phải có lấy passport trước đi rồi mình mới book. Tại nếu không book trước rồi passport chưa về làm phí hết tất cả đó. Giống như họ đây. There we go. Hiện tại ngay bây giờ cái trục trặc vấn đề Passport trên Hoa Kỳ đó. Làm xong rồi đi luôn không biết chừng nào trở về đó. Dạ, yeah. Giống như em uh, thì cũng gặp trường hợp đó làm rồi đó. Bây giờ đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ đợi gần hình uh, như hơn rồi. Gần mà hai tháng mấy, 3 tháng rồi mà chưa trở về nữa. <laughs> đợi không có mà thêm khoảng cái chừng hai tháng nữa không có đó là mình phải gửi đơn lên. Mình nói là mình đã làm rồi không có. Rồi mình làm lại cái mới đó. Rồi ra yeah, đóng tiền là cái khác nữa. Chỉ nếu không đợi hoài có có cái hình như hồi xưa đó làm đợi gần hồi xưa còn mau có nghĩa là làm đợi mới có 3 tháng ngoài là có thôi còn bây giờ đó là không biết tới đâu đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay hầu on đợi chút xíu đây là của đài ABC báo cho biết This morning, the for after đây vào buổi sáng ngày hôm nay cái cái sự tìm kiếm mà về cái câu trả lời của về cái case này. Cái cô này là bị mất tích kể từ hồi lúc 2019. Cô ta tới ngày hôm nay đã nói là tự nhiên hiện lên nói là không có sao hết, rồi không có bị chết, không có bị dị chân, vẫn còn sống. đây là người má của cô ta nói trên đài biết là rất là cảm ơn về chuyện này à má của cổ nói là tôi đây cũng không biết là con của tôi bị mất tích à, rồi làm sao mà xuất hiện ra đó cô không biết rõ ràng và đây là tôi muốn nói rõ đó cái người đó mọi người thấy hổng đài đưa lên đó là người đó là con của tôi con của tôi hiện tại là vẫn còn sống và rất là an toàn à, khi mà cái cô đó nó lần cuối cùng gặp cổ hồi lần rồi đó là nằm ở bên uh, Arizona sau khi đó mất tích tới ngày hôm nay mới hiện ra đó và mới đây đó là cô ta đi lên uh, cái chỗ cảnh sát ở Montana là bút ở phía trên luôn À, nói cho cảnh sát biết cô ta là cái người mất tích từ hồi xưa bây giờ là hiện ra à, theo cảnh sát ở mình thế báo cho biết là cô ta hiện tại là an toàn không có bị gì hết và cô ta trong lúc này rất là vui vẻ không có bị gì hết á. hiện tại ngay bây giờ theo cảnh sát điều tra thì nói có lẽ là cô này là hồi lúc 2019 đó là cha mẹ đưa lên nói cổ mất tích nhưng mà có lẽ là lúc đó là cổ là bỏ nhà trốn đi thôi à, tới bây giờ xuất hiện trở lại à, khi mà 2019 à, lúc đó cô này trước khi mà cổ có lẽ là bị hồi đó nói là cổ bị bắt cóc đó nhưng mà lúc đó cổ có để lại một cái lá thơ, à, cái tờ giấy viết như vậy. À, vào hai nghìn mười chín cổ viết xuống rõ ràng là trong tờ giấy để là tôi bỏ trốn và à, nói là ai quy về bác tôi sẽ trả lại, à, tôi hứa là tôi sẽ trả lại và xin lỗi Um, đài hỏi cô ta là có ai Mà làm cô bị thương hay không uh, Cô nói là không có ai làm tôi bị thương gì cả uh, Đây là cảnh sát uh, Cho mình xem cái video Mà cảnh sát nói chuyện với cái cô 18 tuổi này uh, um, Đây là nói là cảm ơn rất là nhiều Cô ta nói chuyện với ý đài đó Thì cô ta ừ không có sao đó Ok, đó là của Đài báo cho biết nha. Um, rất là lạ, đã sau đó sao tới ngày hôm nay thì cô ta hiện ra ha. Còn đây là của Đài CVS báo cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay Take a look at this. Đây chút xíu nha. Đây là hiện tại à họ nói cho mình biết về cái chuyện của ông Trump trong lúc này. À, theo của thống đốc bên Florida nói những gì mà của ông Trump đưa ra cái gì cái gì đó đó là làm cho nó lộn xộn chút xíu vậy thôi chứ không có sao hết và sắp tới đây ông thống đốc bên Florida cũng gặp đi rất là nhiều người à, những cái tiểu bang mà sắp sửa ông đi tới kêu người ta ủng hộ trọng đi tranh cử tổng thống trong lúc này, ông cụ tổng thống Donald Trump đang đứng đầu để mà đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Nhưng mà hai cái người đứng ở phía dưới thì cũng đang chạy theo tiếp tục giống như ông Ron và ông này. Đây là hai ông này trong lúc này là đang chạy theo để mà ráng, để cho người ta bầu ổng đó. Một ông là ông kia, hai là ông Ron. Đây là ông Tim Scott, à, thống đốc bên South Carolina và ông Ron, à, thống đốc ở bên Florida. À, trong lúc này là họ biết rõ là ông Trump đang bị chụp chặt dính đệm chút xíu có nghĩa là ngay bây giờ ông trump đang bị thưa nhiều chỗ khác nhau cho nên hai ông biết rõ nhưng mà không có tấn, dám tấn công ông trump đó tại sợ sợ ông trump và ngay bây giờ chạy theo thôi để ông trump có chuyện gì mà à, bị chụp chặt hoặc là bị bắt hoặc là ngừng lại không cho làm tổng thống hoặc không cho tranh cử nữa thì hai ông đó sẽ nhảy lên ở phía trên ngay bây giờ thì hai ông đang chạy theo phía sau đây là đài hỏi ông này về của những người trong đảng à, dân chủ trong lúc này những người mà đang đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ đó ngay bây giờ có rất là nhiều người đang đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ những người trong đảng dân chủ bây giờ hỏi là bây giờ nó như thế nào trong cái lúc mà đang tranh cử một tiểu bang mà đông người như vậy Uh, đây là hỏi ông này thì ông này ông thêm ông nói về chuyện mà về chính trị uh, đồ như thế nào ra làm sao để mà uh, đừng có dùng cái đó để mà tấn công lẫn nhau cái gì gì đó còn về ông thống đốc bên Florida thì bây giờ là thay đổi chút xíu cái cách nói chuyện nói chuyện là cái gì cũng là về tương lai có nghĩa là ông nói uh, tới ngày hôm nay thì chúng ta phải cần để ý tới về cái chuyện mà tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ đó là cho tương lai chúng ta về những cái phiếu bầu. Ngay bây giờ là chúng ta đang nhìn thấy theo cái kiểu của đảng Dân Chủ mà nói là số người ủng hộ đó ai làm tổng thống. Thì ngay bây giờ nhìn thấy là ông Trump là 46%, có nghĩa là người ta ủng hộ ông Trump nhiều. Rồi kế đó là ông Ron là 16%, hồi bữa hổm là ông Ron tới 32% đó không ngờ ông Ron rất luôn bút xuống dưới là tại vì hổng Rài là đuổi người ông Ron là đuổi những người làm trong dưới tay của ông rất là nhiều và ông uh, Ronald Money là tiền mà đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ ngay bây giờ còn rất là sớm mà ông ta cái số tiền mà ông có đó à, của chính phủ cho của chính phủ đưa rồi của nó theo người dân người tổng hộ bao nhiêu tiền gì gì đó thì ông đi tranh cử nhưng mà kết cuộc chỉ số tiền ông xài gần hết phân nửa rồi đó là đó là số tiền ổn toàn là xài đi bằng uh, private uh, plane không á máy bay mà tư nhân đó máy bay tư nhân đi cho sang nhưng mà cũng phải trả tiền chứ đâu phải là free there we go uh, cho dù chính phủ chính phủ chứ máy bay là của cái hãng riêng <laughs> một cho bướng thôi đi thì phải trả tiền ổng xài gần phân nửa số tiền rồi cho nên ngay bây giờ ổng cắt người làm cắt cụm lum hết trơn cho nên ngay bây giờ ổng đang rớt xuống là còn 16% còn ông Scott ngay bây giờ là đang nhảy lên chút xíu là 11% đây là trong tầng này đó là ông cắt bớt rất là nhiều những cái chỗ khác nhau à đây là ông ron ông dùng nhiều cách khác nhau ông không có làm tổ chức những cái lớn nữa tại chi phí quá cao thì ông đi ông tới gặp những cái người nhỏ hơn có nghĩa là cái nhóm nhỏ hơn đi tới trong những cái chỗ này chỗ kia để gặp để mà kêu người ta ủng hộ trọng những cái chỗ dân này kia đó và ông Ron cũng đang bị à, về cái chuyện mà ông đưa ra về cái lịch sử của người da đen như thế nào như thế nào thì mới vừa đây thì bị người ta chỉ trách rất là nhiều cho nên rớt xuống nữa đây là nói là những đứa mà học trường tiểu học ở trên Hoa Kỳ thì học cái lịch sử đó là học cái lịch sử nói là về mà làm những cái người mà làm uh, slave đó như thế nào thì học lịch sử như vậy và trong cái học của lịch sử của về những người nô lệ thì những người cái lịch sử trong đó có nói là những người nô lệ mà họ đi làm nô lệ sau khi đó thì họ học hỏi trở thành một cái nghề để sau này họ làm cho bản thân họ thì theo ông ron cái lịch sử đây là của ông ron đưa ra đó chứ không phải lịch sử thật sự nha đây là lần đầu tiên ông scott uh, cái người mà À, nằm trong Đảng à, Cộng hòa à, của à, ở bên đây đó, ông đứng ra ông nói về chuyện này chút xíu, trước giờ chưa thấy người nào đưa ra nói. <laughs> ông nói là về cái chuyện mà của những người mà slay, những người nô lệ hồi xưa thì làm cho nhiều gia đình có nằm trong nạn khổ rồi đủ chuyện xảy ra của gia đình họ hết. Lần này ông Ron, ông làm như vậy thấy không khá. Và ông nói là tất cả những cái người nào mà đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ phải cần phải biết tới và uh, coi rõ ràng về chuyện này cái đã Thì cái đó là ông, đó là ông da đen, à, người nằm trong đảng Cộng Hòa thì đưa ra nói chuyện này đây là bà phó tổng thống trên Hoa Kỳ thì cũng đưa ra nói về ông Ron cái cách mà ông cư xử của về cái chuyện mà lịch sử của người da đen rồi cả luôn một trong những người mà dưới tay của ông Trump rất là ủng hộ trong Trump cũng đưa ra nói về ông Ron này ông Ron này là ông thống đốc của Florida đó mới đây nhất của đài cbs phỏng vấn ông ta thì ông ta nói vậy và ông nói đây là có một số người da đen gì đó đưa ra nói là đồng ý những gì ông làm nhưng mà bà phó tổng thống của hoa kỳ thì đứng lên nói là không đồng ý những gì mà ông làm trong lúc này đây là à, bà phó tổng thống hoa kỳ đưa lên nói, ổng nói về cái chuyện của những người nô lệ như vậy là không đúng, thì ổng cảm thấy là ổng làm đúng, tại vì đây là đúng theo cái kiểu lịch sử của ổng nhìn thấy đó, thì ổng đưa ra đó, There we rồi? đây là ông thống đốc của Florida đưa nói về chuyện này ha, và yeah, đưa ra tranh cãi thêm về chuyện này. còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay, đây là của đài on Đây là của đài ABC News báo cho biết. Vào buổi sáng ngày hôm nay, theo một lần nữa trời nóng ở trên Hoa Kỳ. Trong lúc này, trời nóng làm cho đe dọa khoảng chừng 150 triệu người trên Hoa Kỳ đang phải nằm trong tình trạng là cảnh báo. Ở lai tháng 7 này là trên trái đất của chúng ta, đó là nằm trong cái tháng là nóng nhất trên trái đất. Đó là khoảng chừng 1.200 năm rồi, ở trên trái đất của chúng ta chưa có từng thấy cái trời nóng như vậy xảy ra à, trong tháng 7 này. Ở El Paso, Texas, nhiệt độ lên tới 100 độ. Đây là 42 ngày liên tục xảy ra. Còn nằm ở Phoenix, Arizona, 120 độ à, nóng đó, liên tiếp là gần 30 ngày rồi. Trời nóng này làm cho nhiều tiểu bang đang thử soạn cho những gì đang sẽ trở thành tồi tệ sắp tới nữa. Hiện tại thì nhiều tiểu bang họ đưa ra, họ đem tới những cái chỗ cái khu là khu là để set up để làm cho uh, có những cái phòng cho mát cho nhiều chỗ để giúp đỡ cho những người dân vô trong đó trốn cái nắng này. Hiện tại thì theo của cái nhà thương bên Phoenix đó, thì họ nói là trong lúc này nhà thương bắt đầu càng ngày càng đầy tại số người bị bệnh nóng vô trong đó càng ngày càng nhiều theo bà này nói đây là cái tháng 7 tồi tệ nhất mà chưa từng bao giờ trải qua trong cuộc đời của bà, có nghĩa là trời nóng đó. Trong tháng này ở bên Phoenix, Arizona, tính ra là có 25 người đã bị chết về cái chuyện trời nóng xảy ra. Hiện tại còn khoảng chừng 250 người khác đã bị chết ngay bây giờ đang điều tra coi có dính dám về cái chuyện trời nóng này hay không. Nếu mà ai đi ra ngoài hài nóng, trời nắng đó, thì mình sẽ trở thành đổ mồ hôi. Nếu mà mình đi ra ngoài tự nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng thêm nữa. Khi mà mình cảm thấy nóng mà mình trong người mình không có đổ mồ hôi, có nghĩa là con người của mình bắt đầu tự nhiên nó ngừng lại hết á, trời nóng đổ mồ hôi đó là bình thường trời nóng mà không đổ mồ hôi lúc cái đó mới là không bình thường khi mà không đổ mồ hôi có nghĩa là chúng ta cái nguyên cái system của trong người của chúng ta đó từ trên tới dưới tay chân này kia bắt đầu nó thấm vô từ từ rồi nó không có đổ mồ hôi nữa thì trước sau chúng ta sẽ bị tê nó bị chốt, có nghĩa là bị đột quỵ đó mà đột quỵ của trời nóng Còn nhiều chỗ trên thế giới cũng bị trời uh, nóng rồi trái rừng rất là lớn. Mọi người có xem cái video hồi sáng đó uh, của Đài Báo cho biết đó, uh, nói về cái chuyện mà xảy ra ở bên Ý. Trời nó nóng tới độ nó trái rừng. Nó trái có nhiều chỗ đó, trái tan tành hết. Người ta không còn gì hết trơn đó. Không còn nước uống luôn đó. Vậy yeah, trái nhà cửa trái tan nát hết trơn đó. This is crazy nha. Yeah. Năm nay là trái rừng đó là nặng nhất theo mấy năm em đi làm tin tức đó à, trái rừng đây là không phải của ở mỹ nha ở mỹ là chưa có nặng cho lắm ở mỹ mới có có tà tà thôi nhưng mà ở mỹ từ bắt đầu từ tháng 7, tháng 6 nó cháy nhẹ nhẹ nhất là cali cháy luôn cho tới tháng 11 luôn cho nên chưa có nhiều còn đây là ở bên ý thì bên Europe nó cháy lần này là thấy nặng nhất trong tất cả 4-5 năm nay đó. Thấy là lần này nó cháy luôn nhà cửa ta mà nó cháy không còn nước uống nữa có nhiều khu thì đây là rất là khủng hoảng xảy ra trong lúc này đâu. Ok, đó là của đài ABC báo cho biết nha. Ngày hôm nay là nhiệt độ nó thay đổi rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất là lớn. Còn đây là của đài NBC News báo cho chúng ta biết tên ngập này. Mọi người đang nhìn thấy đây là ông Putin. Ổng lên, ổng đứng, ổng phát biểu, ổng nói chuyện đó với của bên nước của ổng. Và ổng đưa ra, ổng nói chuyện giống như với bên Africa nữa. Ok, đây là những gì của Putin nói chuyện nha, phát biểu để Andy Dịch, Nguyễn gì ổng nói cho mọi người nha. Here we go, Putin nói là hiện tại bây giờ tôi đang sửa soạn để mà đưa người qua bên những cái chỗ này. Đây là uh, qua Fasol, Zimbabwe, Bali, Bali uh, Samarland. Đây là đi qua nhiều chỗ khác nhau. Đây là nói là đi qua bên Africa đó. Uh, ông ta cũng nói là tôi sẽ uh, đưa tới rất là nhiều những cái, cái đồ cho ở bên Africa, uh, những cái lúa mì. À, gửi tới đó là từ 25.000 thân cho tới 50.000 thân lúa mì. À, đây là những cái người của bên Nga ngồi phía dưới, đứng vỗ tay, khen. À, lần này đây là gửi qua đó là không có cần trả tiền. À, gửi qua trong vòng 3-4 tháng kế tiếp đây và tôi đây thì cũng sẽ giúp đỡ à, gửi thêm những cái miễn phí nữa những cái đồ giúp đỡ cho kinh tế ở bên africa <laughs> mọi người thấy ông này ở đây nhìn mặt rất là vậm. đó là như vậy để nói xong hồi thì sẽ nói cho biết à, putin nói nước nga sẽ chia sẻ với thế giới về cái lúa mì là 20%. Ở Ukraine thì chia sẻ với thế giới chỉ có 5% thôi. Đó có nghĩa là nước Nga đây là cái nước rất là hùng mạnh. Và nước Nga sẽ giúp đỡ cho thế giới về lương thực đâu ra đó. Nước nga sẽ giúp đỡ cho tất cả thế giới ấy về ý, không phải luôn thực không về những cái thực phẩm trên thế giới nữa và nước nga sẽ cho uh, những cái nước mà không có đủ thì nước nga sẽ giúp đỡ chi phí. Và Nga đây sẽ giúp đỡ cho uh, thế giới những cái đồ đạc đầy đủ đâu ra đó. Chỉ có những nước ở hướng Tây thì không giúp được gì cho thế giới thôi. Nga là giúp đỡ cho hoàn toàn. Còn những người dư khoen nói về đúa mì của dư khoen thì không có giúp đỡ gì hết trơn đó. À, Phất cũng nói đây là chuyện sự thật. Nói như vậy, tôi đây không có nói láo. <laughs> Uh, OK, đó là của đài uh, NBC báo cho biết nha. Uh, đây là đài NBC báo cho chúng ta biết. Mọi người thấy tại sao mà cái ông ở bên uh, Africa đó nhìn mặt rất là nghiêm chỉnh? Là tại vì Putin mỗi lần lên nói chuyện thì nói chuyện rất là nhiều, nói là sẽ gửi hàng hóa, gửi cái gì cái gì cái gì đó. Nói dữ thần lắm, nhưng mà thật sự ra khi gửi thì không có bao nhiêu hết. Mà thật sự ra cái nạn đói ở bên nước Nga thì nó cũng nặng chứ không phải là ít. Ẩm rài là trước khi về cái chuyện này xảy ra là Nga đã lấy lúa mì của bên Du Quan rất là nhiều, chở về bên Nga để mà dự trữ đó, để mà xài cho whatever. Thì um, cái này là rõ ràng như vậy trên thế giới, đó là Du Quan là cái nước mà trồng ra lúa mì nhiều nhất chứ không phải là Nga. Nga hồi nãy ông nói ông giả bộ đó, ông nói là Nga một đống lúa mì gì đó. Thật sự là, rồi ông nói là Du Quan có mấy phần trăm thôi. Đó là nói xạo luôn là nga đó là thiếu thốn hoàn toàn về những cái đó chỉ có dư mới là dư giả lúa mì trên thế giới mà nói về cái chuyện mà nga giúp đỡ cho bên africa thì có chứ không phải là không nhưng mà giúp đỡ africa một cái phần nào rất là thấp không có phải giống như mà putin mỗi lần lên phát biểu nói là tòa tôi đây sẽ gửi liên tiếp mấy năm kế tiếp đó lúc nào cũng là mấy năm kế tiếp nhưng mà ngay bây giờ là bên nga là nằm cũng trong cái nạn đói càng ngày bắt đầu càng nhiều tại lúa mì bên nga là nó không có đã từ lâu rồi hồi đời nào tới giờ là nga không có lúa mì nga trồng không đủ để mà ăn xài nữa thì làm sao mà đem cho ở bên africa đó đây là hôm nay phát biểu lên à, những người ngồi dưới này thì đa số là người nga được à, giống cái show có nghĩa là một cái đóng phim thôi có nghĩa là mọi người coi mấy cái tv show của hoa kỳ đó ở ở, ở vừa đóng xong cái quay qua vỗ tay cái dỗ dỗ cái đằng kia vỗ tay bóp 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 Yeah, that's how go. <laughs> cho nên nó là vậy nha. Ok, đó là của đài báo chí biết. <laughs> đây là cái show đó, người nào coi không có không biết rõ đó thì tưởng nói nhưng mà đây là giống như một cái show gì đó. Yeah, very crazy going on. Còn đây là của đài NBC báo cho chúng ta biết thêm tin ngày hôm nay Take a look at this. Đây là một trong những cái chỗ ở ngay cái chỗ cấp bạc ở bên California dồ uh, semi uh, chỗ này là Half stone uh, ngay chỗ xe semi Half stone đây nói là cái tảng đá này là cao ở phía trên á ai mà đi lên được cái tảng đá này thôi cũng là cả thành vấn đề mọi người nhìn thấy đó yeah ai mà đi bộ lên đây chưa đi lên đây hả rung chân luôn chợt một phát là đi văng ra ngoài là chết á hai bên cái cạnh chợt là văng ra là chết liền không có sống nổi đâu từ trên rớt xuống là chết ở đây đó là nó có những cái cọng dây đây là để cho mình dịnh để đừng có chợt ra ngoài mỗi năm đó cái chỗ này đều có người bị chợt văng ra chết there we go khi mà mình đi lên đây đó nếu mà mình là cái loại mà nó kêu bằng uh, sợ mình đi mình rung mình đi cao rung là tốt nhất là mình đem theo một cái hút có nghĩa là một cái hút tròn lớn để mình cuột vô trong người mình rồi cái cọng dây đó mình đi tới đâu đó ngay chỗ này mình hút vô đó rồi mình nhích nhích từ 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 lên kia mình tháo hút ra cái hút cái bên đi qua tại vì đây là một trong những cái phạt mà đẹp ở bên cali đi tới hoa kỳ ai đi chơi ai sống cali nên lên chỗ này một lần ha cho thấy rung chân chơi cái phạt này đây mình lên trên đây đây là mình thử thách thử thách về cái sức khỏe của mình thử thách của mình chịu đựng được hay không tại đi lên hai kiên đá lên cái cục đá như vậy Nhưng mà không thể nào tưởng tượng, ông này 93 tuổi đã đi tới trên chỗ này. Mọi người biết đi tới lên đây đó là đa số người mạnh khỏe đi còn không xong nữa, đừng có nói chi ông này 93 tuổi đã đi lên tới cái chỗ mà Hapstone. Wow. Ông ta nói là khi tôi lên 90 tuổi đó, ổng đi lên t trên t tới chỗ này Hepdon đó, giả mang vậy đó. Ông nói là khi mà ổng lên 90 tuổi ổng mới nghĩ tới những cái chỗ mà ổng muốn đi, muốn làm. Ông nói một trong những cái mà ổng suy nghĩ ông muốn làm đó là ông muốn uh, trèo lên cái chỗ cái cục đá Hepdon này uh, là cái chỗ rất là nổi tiếng đó và đây là một trong những chỗ là rất là hứng thú để mà đi tới. Đây là cái video mà trên thế giới ai cũng đang nhìn thấy đó là cái chỗ này ông này 93 tuổi được đi lên tới đây đó. Ông ta là một trong những người là lớn tuổi mà đã đi được uh, qua được chỗ này. đó là ổng đi chung với đứa con của ổng là tên John, cháu ổng là phía sau ủng hộ ổng. À, đây là người con nói tôi đi chung với ba tôi. Kết cuộc thì chúng tôi đã đi tới cái chỗ mà chúng tôi muốn đi từ xưa tới giờ. À, tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay ăn mừng. rồi sau khi đó người ta đứng đây ủng hộ rất là nhiều rồi vỗ tay sau khi đó thì người ta đi hết ở xung quanh đó chỉ còn tôi và con tôi và ba tôi thôi và kết cuộc thì là đã được hoàn thành như vậy đã ba đời đó là người cha rồi con rồi cháu có mặt ở đây hết cái núi này đó là nó cao là 8.000 feet ở trên cách từ mặt nước à, và người ông nội nói là à, rất là mừng mừng đó là hai người một người con người cháu à, là đứng ra là ủng hộ ổng để mà cho đi được cái này giá này đi lên đây một lần đã lắm đó nha À, đây là ông nói à, lúc mà lên tới đó rồi ngồi chung với con mình một chút xíu ngồi đó để nhìn điện trôi đó ra yeah, cái chỗ này đó mọi người muốn đi đó là 6 giờ sáng phải có mặt lợi ngay cái phạt ở đây ha để này nói sơ cho biết ai muốn đi để biết rõ đi như thế nào để cho nó để cho mình hưởng thụ những gì mà mình đã nhìn được 6 giờ sáng có mặt ở đây đem cái đồ nghề bánh đồ ăn nước uống đầy đủ vô trong một cái bát phát nhớ đi là đem theo cái cọng dây cuộc với có cái móc đàng hoàng tại mọi người nói thì suông lắm và tới đó rung đi không được đó để lên tới cục đá đó rồi rung không thể nào trèo lên được nữa cho nên tối tốt nhất là đem theo cái móc đâu là đó nếu không sợ thì không cần đeo đó thì đem theo bao tay nữa đem theo bao tay rồi đem nhớ mua dài hai kinh nha mua dài mà đi bộ đó lên đá đừng có chân chân tới chân lui mệt lắm mua đôi dài đó đi cho nó tiện dài đó bán trăm ngoài đồng đó, mua đồ dài đó, sau khi đó là sáng sớm 6 giờ bắt đầu là đi lên, ra yeah, đem đồ nước uống, đồ ăn đầy đủ rồi đi <laughs> đi vòng vòng khoảng cái chừng 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mới lên tới trên đây, tới ngay cục đá trèo lên trên là thêm khoảng chừng một tiếng ngoài nữa mới lên tới trên. Đeo rồi trèo lên tới trên là đúng khoảng chừng 11 giờ ờ, thôi là nhìn nguyên cái cảnh xung quanh đây đẹp giá mang luôn. Yes. Very nice. Một trong những chỗ mà dễ ấy mà mọi người nên đi tới để mà enjoy đó, enjoy life, à, nhìn thấy nó nó đã như thế nào, tới đó rồi mới đã, giống như mọi người biết uh, ở bên uh, um, Japan đó, mình đi bộ lên cái núi mà của Japan mà cao dần dần đó, yeah, đi lên trên đó đã lắm, đi rồi một lần đó là cảm thấy là đã luôn, là mới... <laughs> nhưng mà đi bên Japan đó, mình ở Mỹ qua đó tốn tiền nhiều lắm, ở chừng uh, tốn giá máy bay, rồi ở thì kia gần cả chừng hai ba tầng, đi tốn mấy ngàn đó, gần 5 ba ngàn, còn đây là wakali đã rề yeah, there we go qua đó trong tốn khoảng chừng vài ngàn một hai ngàn gì đó là mướn hotel này kia vòng vòng ở đó rồi đi lên trên đó đi bộ chơi đi bộ một hai ngày vòng vòng ở đó à, các there we go mọi người ai cali nhớ đi thử nha yeah, đi một lần cho, cho vui cho biết rõ về các phạt mà tại sao người ta đông người trên thế giới mà muốn đi tới các phạt này ở trên hoa kỳ nếu mà ở trên hoa kỳ nên đi một lần cho biết đó ok còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên buổi tối ngày hôm nay đây là của đài mbc news báo cho biết đây là vào buổi sáng ngày hôm nay cảnh sát đưa ra nói là sẽ đưa ra bắt cái cô oh carly à, cô này tên là carly uh, russell đó là cô ta giả giả mạo về cái chuyện cô ta bị bắt cóc đó là cổ đưa lên nói lên trên cảnh sát giả không có sự thật làm cho cảnh sát đi kiếm đủ hết những cái gì mà cô ta quyết định vào buổi tối đêm đó thì làm cho người ta bị lộn xộn hết làm cảnh sát đi kiếm đủ hết chẳng phải ở bên thành phố đó không, nhưng mà cả luôn trên Hoa Kỳ nữa. À, đây là mọi người biết, ông này ông nói về cái chuyện mà cái cô bữa hởm mà giả bộ nói là cô ta bị bắt cóc, cô ta thấy một đứa nhỏ đi lang thang trên đường gì đó, à, trên đường cao tốc, cô ta ngần lại. Sau khi đó là, cô ta nói là cô ta bị bắt cóc rồi mất tích khoảng cái chừng một hai ngày trời rồi cô ta xuất hiện ở ngay nhà cô ta thì khi đài phỏng vấn hỏi má cổ thì má cổ nói không biết à, má cổ nói là cổ bị bắt cóc vậy thôi không biết thêm chi tiết tới ngày hôm nay thì à, bữa hổm thì mới vừa ngày hôm qua cô ta hôm kia chứ cô ta lên nói trên đài là cô ta không có bị bắt cóc cô ta xin lỗi đó là cô ta giả thôi tại vì bị cảnh sát điều tra đó Điều tra tới không thể nào chạy đâu được nữa hết Thì lòi ra là cô ta giả mạo Vì bắt cóc để mà cho người ta Để ý tới mình vậy thôi Giá khuy gì chưa Rồi ngay bây giờ ngày hôm nay cảnh sát đưa lên Nói giả mạo như vậy là sẽ bị tội Thì đây là rất là mấy cái tội Khác nhau thì vài bữa nữa tòa sẽ xử Cô này đó để cho chúng ta xem à, Nói như vậy Ngay bây giờ thì trên social media Cũng đưa ra nói về cái chuyện Mà cái cô đó muốn người ta để ý tới rồi giả bộ bắt cóc, rồi tới ngày hôm nay ngay bây giờ nó muốn rồi đó, bây giờ cảnh sát địa phương đã để ý tới rồi bây giờ là bị bắt, nói là bị bắt cóc mà không có sự thật ngay bây giờ là sẽ bị phạt, bị bắt về cái tội mà giả mạo ok, đó là của đài báo cho biết nha rồi, tới đây là Andy cũng xin tạm ngần nha, ngay bây giờ oh, here we go, đây nè, để còn chút xíu thời gian nữa báo luôn cái này cho biết để không thôi, Ôi là run out time luôn here we go, take a look at this Đây là liên tiếp gần 3 ngày qua à, xảy ra như vậy. Đây là chuyện xảy ra ở bên uh, Niger. Đây là những cái người um, tổng thống ở bên đây đó là uh, đang bị bắt cóc. Đây tới ngày hôm nay mới biết rõ là ai là cái người bắt cóc cái, cái ông tổng thống bên nước này. Đây là tổng thống bên nước này nói là mới bầu lên gì đó. Sau khi đó là có người bắt cóc ông ta. Is... Um, cái người mà bắt cóc ông ta đó là cái người mà bảo vệ cho ông ta. And for, for securing... Ok, Andy nói sơ lại gì để cho dễ hiểu thêm ha. Cái ông mà bắt cóc của cái ông tổng thống trong nước này và ông đang bắt cóc ông tổng thống để mà ông muốn lật đổ ông trở thành tổng thống coi ở ngay chỗ này cái ông bắt cóc cũng là chính cái ông mà tổng thống tin tưởng hồi lúc trước là đưa ra để bảo vệ cho tổng thống à, kết cuộc ngày hôm nay ông lật ngược tổng thống thì ông bắt cóc vừa là bảo vệ rồi bắt cóc ngay bây giờ định chiếm luôn à, cái làm tổng thống ở bên nước này giống y như trong phim vậy đó thì <laughs> thì <laughs> đã xạo gồ nha <laughs> thì vào bữa nữa chúng ta biết thêm ha rồi tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng nha có gì thì Andy hẹn gặp tất cả chị em vào ngày mai à, tối nay là không có làm livestream ha ngay bây giờ cũng là 7 giờ rồi thì ngay bây giờ cũng tạm ngừng như vậy ngày hôm nay lộn xộn thì nói vậy nha có gì hẹn gặp tất cả chị em vào ngày mai vào lúc 10 giờ sáng giờ của Dallas Texas ngày hôm nay là bữa thứ sáu ngày mai thứ bảy nha chào tất cả mọi người à, take care nha có gì gặp sau hết à, họ có báo thêm gì nữa Andy sẽ báo sao cho tất cả nhà Have a great night Chúc tất cả chị em có một cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe à, nha, ai viết cái gì đó hỏi Andy đọc offline sao cho vui Ngay bây giờ họ báo cho biết hết giờ rồi à, Chào cô Hoàng Lan Ly Hồng Lê à, Minh Thu Áo à, Chào tất cả nhà Đã ra nào tham rồi Ô, oh, Chào cô Duyên luôn uh, Take care bye bye